Thị trấn Bassano ở Ý đặt một cành u liêu trên mỗi ngôi mộ nhân Chúa Nhật lễ lá. Chính quyền Bassano, một thị trấn có hơn 5.000 dân thuộc tỉnh Lecce ở miền Bắc Lombardy, tâm dịch của nước Ý, đã quyết định cử hành lễ lá bằng cách đặt một cành ô liu trên mỗi ngôi mộ để cảm thấy hiệp nhất hơn nữa như một cộng đồng. Cành ô liu dấu chỉ của hòa bình và hy vọng. Một cành ô liu trên mỗi bia mộ trong nghĩa trang của thị trấn giống như một bông hoa, nhưng còn ý nghĩa hơn một bông hoa. Một dấu chỉ của hòa bình và hy vọng trong những ngày mà đến nay mọi ngày đều như nhau, sợ hãi và cô lập, rải rác với những cái chết thầm lặng, những người thương qua đời và thậm chí không thể từ biệt họ lần cuối. Sự gần gũi của cộng đồng với người quá cố, sáng kiến được chính quyền thị trấn Bassano đưa ra dưới sự hướng dẫn của thị trưởng Giancarlo Andeghi của thị trấn. Thông cáo của thị trấn viết, đó là một cử chỉ đơn giản để thể hiện sự gần gũi của cộng đồng với người quá cố và gia đình của họ. Trong một thời điểm khó khăn, đang kiểm tra sức mạnh của chúng ta, nhưng chắc chắn rồi sẽ qua với sự đóng góp của tất cả. Hiệp nhất như một cộng đồng. Theo thông cáo, vì tình hình hiện tại, việc viếng thăm nghĩa trang là không thể thực hiện được, nên một số người dân đã đưa ra các sáng kiến. Thị trấn thực hiện các sáng kiến này để mọi người cảm thấy hiệp nhất như là một cộng đồng hơn. Thông cáo cho biết là các ngôi mộ sẽ được làm sạch sẽ, dọn dẹp các hoa khô héo, các ngôi mộ sẽ được khang trang. Chúa Nhật lễ lá năm nay không giống Chúa Nhật lễ lá thông thường, không có những người mừng lễ trước thềm nhà thờ khi chờ đợi nghi thức làm phép cắt cành lá. Thị trấn Bassano tặng các cành lá cho những người đã rời khỏi vùng đất này. Đây là một khoảnh khắc mà cách đây vài tuần người ta không thể tưởng tượng ra. Trong những cử chỉ nho nhỏ này lại cho thấy sự lớn lao của chúng.